Sáng nay tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức công bố kết quả tiếp nhận hồi hương tượng đồng nữ thần Durga sau gần một năm đàm phán. Cho đến nay, đây là pho tượng đồng lớn nhất, đại diện tiêu biểu, đặc sắc của nghệ thuật văn hóa Champa được phát hiện. Bảo tàng cũng khai mạc trưng bày Báo vật Champa dấu ấn thời gian. Hơn 60 hiện vật tiêu biểu, chất liệu bằng vàng, bạc thuộc giai đoạn lịch sử từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18 được giới thiệu tới công chúng. Hầu hết các hiện vật này lần đầu tiên được đưa ra trưng bày, bao gồm phần 1 là tượng và linh vật tôn giáo, phần 2 là đồ trang sức và vật dụng mang biểu tượng tôn giáo, quyền uy hoàng tộc. Thông qua đó, công chúng có cơ hội thưởng lãm các cổ vật có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc và hiểu biết sâu sắc hơn về một giai đoạn của lịch sử văn hóa của Champa. Đặc biệt, sau rất nhiều nỗ lực của các chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng như sự hỗ trợ từ phía Mỹ, tượng đồng nữ thần Durga đã về Việt Nam và được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia, phục vụ công tác nghiên cứu và lưu giữ. Trưng bày diễn ra đến tháng 10 năm 2024.